Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình nhận nạp tất cả các gói trong game. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ mình, ghim ở mô tả của bình luận anh em nhé. Cách thức liên hệ với mình ấy. Hôm nay là nó mới bán cái gói mới này anh em, dành cho những người nào mà chưa đủ Insignia Berserker ấy, chưa đủ mà lấy skin ấy, thì anh em liên hệ mình nạp gói này nhá. Gói này mình nhận nạp là 150.000. Đấy là giá chuyển khoản anh em nhé. Chứ còn nếu mà cứ giá như anh em mà không có chuyển khoản ấy thì anh em gửi bằng thẻ điện thoại thì tăng 20% cho mình nhá. Đây, hôm nay nó mới ra cái sự kiện xếp hình này anh em. Và hôm qua trong buổi live ngày hôm qua mình mới mua mới mất 130.000 mua cái Aina Booster để lên 10 trận đấy. Mẹ may hôm qua vừa mới mua xong thì có một bạn donate 20.000, xong một bạn donate 50.000. Thế là bú được, thế là gỡ lại được 70.000 rồi anh em ạ. Coi như là hôm qua mất có 60.000 để mua cái Aina Booster. Chuẩn đến hôm nay vẫn chưa có thông tin gì chính thức về con Gamma nhỉ anh em nhỉ? Mẹ, trên Facebook thấy mấy thằng trẻ trâu toàn cãi nhau về cái skill. Thằng thì kêu phế, thằng thì kêu thế này thế nọ. Mệt thật sự. Mình thì nghe thông tin thì mình cứ để đấy thôi. Cũng chả bàn luận gì nhiều. Đợi khi nào nó ra thì mình mới quyết định là nên chơi mấy con. Với lại với bình luận xem là nó khỏe hay là nó yếu hay là như thế nào. Chứ mấy ông chưa gì đã lên bàn luận xong rồi đi mấy group mẹ mấy thằng trẻ trâu toàn đi chửi nhau về một con rồng chưa ra mắt. Lạ vậy. Chúng nó sẵn sàng, chúng nó bảo vệ quan điểm của nó một cách mẹ mày thái quá. Thằng nào mà không đồng ý chúng nó là nó chửi. Sợ đéo chịu được, đéo hiểu bọn đấy nó nghĩ kiểu gì luôn. Rồng mạnh hay không là tùy tùy cảm nhận của mỗi người. Ai bảo phê cũng được, miễn sao mình thấy mạnh, mình thấy hợp lý với mình là mình chơi. Người ta bảo phế thì kệ người ta. Người ta có động gì đến mình đâu mà tự nhiên mình lại đi lên chỉ vì một con rồng. Xong mình lại đi mạt sát mình chửi người ta. Thế nó mất hay ra. Ai bảo phế thì mình chả chửi gì cả. Kệ người ta. Thế là người ta thích vậy. Người ta thấy nó phế thì người ta bảo phế thôi. Xong rồi có những người người ta không biết chơi, người ta chưa nhận ra một con rồng phế, một con rồng yếu ấy. Thì mình nói cho người ta hiểu. Như lắm ông mẹ buồn cười lắm. Toàn đi lấy quan điểm của mình, toàn đi lấy quan điểm của mình cho nó là nhất ấy. Xong bắt mọi người phải nghe theo, mọi người đéo nghe thì chửi. Thì bảo vệ quan điểm đấy. Anh em ơi, hôm qua đây lại được một bạn hôm qua trên live, bạn ấy donate cho mảnh Nega anh em. Hôm qua bạn ấy cho mình hơn 300 mảnh, vậy là bây giờ mình có 1.760 mảnh nhá. Coi như chỗ này được 18 con này, với con Nega đây, à đâu, với con Posse này, cái đẹp Posse này mình được 8 con nữa, là 18 với 8 là 24 rồi. 24 với hai con Ascent là 26. 26 với một con Redemption trong kho là 27. 27 với chuẩn bị mình lấy thêm 400 mảnh nữa là 31. Chuẩn bị là cũng mất khá khá game để skip. Mình mới xem trên Deadlab là tối nay nhá. Tối nay là nhiệm vụ Breed đúng không? Thì nhiệm vụ sau Breed này sẽ là hatching. Thì mình sẽ đợi nhiệm vụ hatching rồi mình sẽ làm video mà up hết cái đống farm food đấy ra. Rồi đấy. Tiếp theo sau hatching là Aina 3 ngày đấy anh em ạ. 155 anh em. Nên là mẹ mấy bố để ý vào nhá. Chuẩn bị có Aina mẹ mày bú hơi nhiều game đấy. Nên là anh em mẹ mày danh giết thì hạ cho nó sớm đi mà làm nhiệm vụ. Chứ không đấy, đến hôm đấy toàn báo thế này thế nọ, thông cảm cho tôi tí. Tôi không có rồng đánh Aina. Nhiệm vụ sau tôi bù gấp đôi.
rồi bla bla các thứ các thứ. Ôi, hôm nay là đánh sắp xong cái quest của con Berserker rồi đấy anh em. Mẹ. Xem được bao nhiêu cái Insignia rồi. Á đủ vẫn chưa mở được à? Từ từ xem trong đây có nhận được cái gì không? Vẫn đéo nhận được. Trời ơi, thôi thôi. Hẹn anh em ngày mai mở mở Berserker Insignia nhá. Bây giờ vào làm tí nhiệm vụ xếp hình xong rồi. Mẹ mày đánh 10 trận Aina này lâu vãi lìn ra. Thôi hôm nay là video hơi dài tí rồi anh em ạ. Nhưng mà hôm nay mình check khá nhiều con Heroic VIP được vào đấy. Nên là làm video lâu tí cũng được. Cho anh em xem đầy đủ các thể loại rồng luôn. Cái đẹp con rồng này mà nó cũng lắp full hồi sinh vậy. Cái thằng này bị sao nhỉ? Đéo hiểu kiểu gì luôn. Phải. Luyện danh thì đéo là được. Ui ôi anh ơi, thôi chết mẹ tôi rồi. Mấy hôm nữa chưa gì. Từ hôm mình từ hôm các bạn ấy biết mình cần mảnh Nega với Posse ấy. Trời ơi, anh em cũng cho nhiều quá trời luôn. À mà có mấy mấy thằng nó nhắn tin nó hỏi bảo anh ơi, anh xin mảnh mọi người để làm gì vậy ạ? À? Có khi nào anh mang đi bán không? Mày em xin nói lại nhá. Đéo bao giờ dùng mảnh của mọi người cho nhá, để mang đi bán nhá. Dùng còn chưa hết ấy, dùng còn đang thiếu bỏ mẹ đi bán gì? Với lại ai làm thế? Người ta cho để là người ta quý, người ta cho thì mình phải nâng sao mình dùng chứ. Ai đi mang đi bán tiền, bán lấy tiền trục lợi làm cái gì? Vậy mình quan điểm mình là thế. Cho mọi người cho cái gì ấy, thì mình sẽ dùng xong mình sẽ đổi tên những người cho mình con rồng đấy ấy. Mình đổi tên thành người đấy để kỷ niệm. Vậy chả bao giờ mình mang đi bán đâu. Mẹ đáng đéo bao nhiêu. Có 100 mảnh, có mười mấy 20.000 đem đi bán mẹ nó rẻ người ra. Nên là mấy ông mẹ đừng nghĩ tôi mang đi bán nhá. Trời ơi. Xong mẹ xong các ông lại đi kể bảo mẹ thằng này nó lên like nó nhờ vào kênh của nó đi xin mảnh nó đi bán lấy tiền. Sợ lắm mấy ông ạ, tôi không làm trò đấy đâu. Có bao nhiêu người hỏi mảnh thề luôn, một ngày phải nhận được đéo biết bao nhiêu tin nhắn anh em hỏi là anh có bán mảnh không em mua. Thật sự là mình không bán mảnh, không bán một cái gì luôn ấy, chứ gọi là anh em nào nạp mà cần lắm một cái thứ gì đấy thì thôi mình giúp cho người ta thôi, bán cho người ta một ít thôi, chứ mình không phải là bên mẹ mà chuyên bán mảnh nhá, các thứ mình chả bán cái gì cả. Như mảnh Nega với lại Posi ấy, bây giờ trên group mình thấy bọn nó bán rẻ bèo ra mẹ 15 đến 18 nghìn là 100 mảnh, chúng nó bao ống luôn. Thì anh em có thể xem cân nhắc, nhưng mà nếu mà trong group của mình nhá, anh em mua cái gì cứ báo mình để mình giao dịch trung gian cho, mà giao dịch trung gian là miễn phí nhá, không lấy phí gì cả, chỉ trong group mình thôi. Anh em cứ nhắn tin cho mình. Thằng mua thì sẽ chuyển tiền cho mình nhá. Còn thằng bán thì sẽ trade cho cái bạn mua đấy, khi nào trade xong thì báo mình, cả hai thằng báo là đã xác nhận là trade xong, nhận đủ thì báo mình chuyển tiền. Đấy, ok, đẹp cả đôi bên. Tức là ai cũng được. Đây, hôm nay mình check để có cả Quantum được vào đã cơ anh em. Mẹ con Quantum danh này bá vãi cứt luôn. Không, từ từ xem con nào ấy nhỉ. Quantum này với lại à đây con của nợ này nữa anh em. Con Spy. Hôm nay cố lên anh em ạ. Cố lên đéo nhỉ. Hôm nay để cố lên mắt thứ hai.
Để mai check cho mọi người, đánh cho mọi người full đội hình spy luôn. Cái đẹp. Con này chắc một một chiêu là chết luôn đấy chứ. Danh này là có quan tum với lại hai Ascen rồi. Nói chung là đéo thể nào mà thua được. Thề chứ hôm qua livestream cú vãi lìn. Vừa mua được cái Anabotter xong rồi skip 40 game để đánh 10 lượt. Thì có mấy bạn cứ bảo anh ơi chơi con này, anh ơi chơi con nọ. Thì mấy bạn ấy, mấy mấy con ấy bạn bạn ấy bảo chơi là cũng ok. Nhưng anh em biết vì sao không? Mẹ mấy đội hình chúng nó toàn mang Ascen với lại Quan Tum đi. Thành ra mình đéo thế nào mà đánh được chúng nó. Thế là hôm qua thua mấy trận liền. Đấy, đội hình này nó cứ mang như này này. Xong anh em thì toàn bảo mình anh mang Berserker, Mythical này, với lại Gamma vào đi. Đánh chết đéo nó được lại mấy con này. Trời ơi. Đấy, bây giờ chỉ có mang những đội hình như này thôi thì nó nhanh. Chứ anh em cứ bắt mình chơi đội hình khác. Hôm qua chơi rồi, đéo thắng nổi được chứ. Rồng thì mình cũng muốn đánh cho nó đa dạng đội hình. Mà khổ nỗi vào Aina thằng đéo là nó cũng lôi cái đội hình mạnh nhất của nó vào. Nó chặn ở cửa này thì bố mình sống dậy, bố mình cũng đéo đánh được cái chứ. Đã xong có ông cũng bảo chơi anh chơi đội hình này thì chán thật. Chán cái đéo gì. Bạn để được đội hình này mất bao nhiêu tiền của để lên mà kêu chán. Kỹ năng của rồng thì nó cũng chỉ có vậy thôi. Ông còn đòi hay đòi hủng nữa thì chịu rồi. Thế thì phải qua game khác. Giời. Đâu, để xem còn con nào nữa nhỉ. Đấy, mẹ. Cứ gặp hai con này nó án ngữ ở đây. Muốn chơi đội hình khác lắm mọi người nhưng mà đéo chơi được. Đây mùa sau con Blood Demon của mình được búp này. Thì mình cũng lên 5 sao rồi này. Và đéo biết chơi đội hình nào đây. Đấy, lại cùng lắm thì cho mỗi con Ambi vào thôi. Chứ đéo thể nào mà cho đội hình khác được anh em. Chết chưa? Ồ. Ôi, hồi máu miếng đã. Đánh mình hai phát rồi. Chết mà. Úi giời. Con này láo nhờ. Không biết nó có chết được không. Thôi nó đéo chết thì mình đi đấy. Thế hôm 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 qua live anh em quá quả trận con Ambi block ghê vãi. Giờ gặp đội hình ba con hai Ascen nhá thì con Ambi của mình giết xong hai con Ascen rồi nó mới chết. Đấy mẹ nó lại quan tum, trời ơi đánh đấm đéo gì vãi cả cứt thật. Thôi lại phải cho spy vào thôi anh em ạ. Đúng thật đấy anh em ạ, mà con spy mình test rồi đấy. Chắc là cỡ tầm chỉ khoảng phản đam đến 90 đến 100% thôi. Không thể nào được hơn. Test rất kỹ càng rồi. Nhưng mà vì nó có skill legend của nó cũng mạnh nên là phản đam có bé nó chỉ kém đi một tí thôi chứ không nó không phải là kém hẳn nên là nó vẫn là một con rồng ngon. Bây giờ lại phải chờ đợi một tháng nữa. Không biết là cái con spy tiếp theo là nó mang cho nó skill hệ gì.
Ôi bỏ mẹ, con này nó có hệ tham. Con cuối cùng nó có hệ tham rồi anh em ạ. Nó chết cha. À nhưng mà mình sợ đéo gì nhỉ. Nó các hệ mình thì nó chỉ đánh mình mất có tí máu thôi. Thử đánh chiêu này không? Thôi bỏ mẹ tôi rồi. Ngu vãi lìn ra. Quan Tum này mình bây giờ mình đổi ý rồi anh em ạ, sẽ phải lên con thứ ba năm sao đấy. Tại luôn mẹ mày, ba con Quan Tum thì nó đánh gọi là đỉnh thôi rồi. Quan Tum đéo biết mọi người lắp cái gì, nhưng mà cái ưu tiên đầu tiên là anh em cứ lắp liềm vào, là mẹ mày bọn này nó là Quan Tum mà lắp liềm mà thì thôi. Xong rồi nó búp cái hệ hệ đéo gì nhỉ, cái hệ này, này. Cái hệ thứ hai này anh em, cạnh hệ Legend đấy, nó búp hệ đấy thì thôi. Con rồng Quan Tum thì hết nước chấm luôn. Đêm qua không ngủ được anh em. Ngồi xếp hình một đống luôn. Vừa nạp cho mọi người vừa xếp hình. Mẹ ơi. À từ từ, hôm nay em gọi con gì nhỉ? Đang empower con này rồi, không biết tiếp theo mình sẽ empower con gì. Chắc là sẽ lên lốt con Kitsune đến 5 sao ấy. Bây giờ không biết kiếm, bây giờ không biết kiếm đâu ra. Khoảng tầm tầm cỡ 2.000 mảnh Nega nữa anh em. Không biết kiếm đâu cầm tầm cỡ 2.000 mảnh Nega để mấy nữa. Mà đã mất công làm video thì làm khoảng tầm skip 50-70 con một lần cho đã. Đây hiện giờ mình có mỗi 30 mấy con. Cảm thấy mà tính ra là 30 mấy con đấy mà sum ra ấy, là cứ mỗi lần thu nó sẽ đẻ cho mình 1 triệu thức ăn, là một ngày thu được, nếu mà thu được 4 lần thì là một ngày thu 4 lần là 4 triệu đấy anh em ạ. Thì nick của mình hiện tại đang thu là 5 triệu thì sẽ cộng thêm bọn đấy nữa sẽ là 6 triệu, một lần thu là một ngày 24 triệu đấy. Đấy, bây giờ mỗi cứ thỉnh thoảng khoảng tầm 1 tháng đi, 1 tháng mình sẽ summon, nếu mà xin được nhiều ấy thì mình sẽ summon nhiều, summon tầm khoảng bao nhiêu con, mấy chục con ấy, tầm 30-40 con, càng nhiều càng tốt. Bây giờ đang phấn đấu trước mắt đã phải lên tầm 10 triệu với lại trước mắt phấn đấu là 10 triệu một lần thu, một ngày 40 triệu là ui mạm, thế là đỉnh đấy. Thế là 3 ngày, chưa đến 3 ngày là mình đã đủ thức ăn nâng một con lên là V70. Đúng đấy. Bây giờ chắc chỉ phấn đấu lên đến 10 triệu là nick đã ổn rồi anh em ạ. 10 triệu một lần thu ấy. Còn sau này thì phấn đấu thêm thôi. Có cũng được mà không có cũng được. Nhưng mà bây giờ mà mình mà full hết rồng rồi anh em, mình full hết cái búc rồng ấy, thì chắc mẹ mình cứ mỗi một ngày mình sẽ summon một con rồng farm food ra, để cho dần dần cái lượng farm food của mình, cái tần tần suất một năm mà mình sum như vậy ấy, thì cũng khoảng cỡ được mẹ mình hơn 100 con đấy chứ. Không biết đánh xong 10 trận Aina này có lên được Master 2 không? Để xem là được bao nhiêu điểm rồi. À, 300 điểm nữa. Cũng chưa biết là lên được hay không đây. Đấy anh em, muốn đánh đội hình khác lắm mà đéo thể đánh được. Đội hình nó cứ vác như kia thì cháu chịu, chịu cứng luôn đấy. Trời ơi. Thôi cứ mang như này và đánh thôi anh em ạ.
Hôm qua là hai ASEAN rồi, hôm nay đánh Quantum cho mọi người xem thôi. Mẹ nó, hôm qua đánh live để thử nghiệm đội hình mới để hôm nay làm video các kiểu. Mà hôm qua đánh toàn thua rồi. Thua vãi lên ra. Cái đẹp. Không lẽ sao mày không để con kia nó ra sau? Chán thật sự luôn. Cho chết mẹ luôn đi. Trước mắt mình sẽ đợi, mình đang tích ống rồi, khoảng tầm mấy ngày nữa sự kiện gì nó ra mắt nhỉ? Mấy ngày nữa là cái sự kiện con Gamma ra mắt đấy. Mình tích ống mình lên bọn đấy xong đã. Lịch trình là xong con Gamma là mình sẽ nâng tiếp con voi này. Xong thứ hai là con voi, xong thứ hai là con gua. À đâu, thứ hai là con đéo gì nhỉ, con tum. Đấy, lịch trình là cứ như vậy thôi. Đây cái đội hình này cùi nè, có thể mang con khác và dòng khác vào rồi đấy anh em. Đâu nhỉ? Đây đội hình này có vẻ cùi nên là mình sẽ mang test cho mọi người coi con của nợ này nhá. Ôi quên mất con này chưa lắp hồi sinh. Ôi chết, chết rồi. Để tí nữa gặp con, tí nữa gặp con gì nhỉ, con co trao này thì bỏ mẹ rồi. Chết rồi, quên 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 chưa lắp hồi sinh, trận này hơi lỗi rồi. À lắp rồi này, lắp một cái hồi sinh rồi này. Ờ à, không sao không sao không sao. Rồi. Để họ biết có sôi tái được con này không nữa. À được 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 được. Úi giời ơi, bỏ mẹ chết luôn rồi. À may nó đánh mình à, con này speed cũng cao mà. Ờ đây 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 đây, đéo sợ. Đây quả cuối xem không biết đam con này mắc đam mới được bao nhiêu anh em nhé. Khi đã giết được ba mạng này. Mạng yếu nhỉ? Thề luôn, con này mình thấy nó yếu yếu thế nào ấy. Ừ. Từ test bọn này xem nào. Đây, test thử với bọn này xem thế nào nhé. Để cho chết rồi. Úi giời ơi, trông nó đánh kìa. Mẹ nó búp chiêu le gần 50%, nó đánh mình nửa cây luôn. Vãi cứt thật. Đây, con này giết được hai mạng. Mong là con Asen nó ra. Nó đéo ra. Đợi tí nữa con Asen nó ra anh em nhé. Mình sẽ dùng chiêu chiêu này này, chiêu chiêu xô để mình quật nó một trận xem thế nào. Đây rồi. Đây nhá, khi con Berserker nó được mắc đam nhá. Mẹ. Để 897k. Nếu mà con này đầy máu với lại búp tháp lên chắc cũng phải lên được 1 triệu đấy anh em ạ.
Mà để xem con sao lại có con này ở đây nhỉ? Chết mẹ con spy này. Xem speed nó. Đây, thế phải cho con HIS này vào. Test tiếp con mythical này anh em. Úi giời, gần chết luôn. À may. May anh em ạ. May mà cái con này nó không dùng cái chiêu phản đam của nó đấy. Con này nó được búp hệ bóng tối nên nó đéo dùng cái chiêu phản đam của nó. Chết mẹ rồi, nó đánh mình hai phát là oảng luôn đấy. Vãi cứt thật. Úi giời, lại còn full đam. Thôi chết tôi rồi. Đấy. May quá chưa chết. Mẹ mày. May. Quả này mình được đánh hai phát là max sức mạnh đây anh em nhé. Đéo có tháp, quên mất nãy không búp tháp đánh. Trời ơi. Quả này phải lên 1 triệu đam đấy anh em ạ. 905k. Nếu có tháp thì lên được 1 triệu. Ba trăm k, ôi rồi, mẹ đến hôm nay mới được test con berserker trong arena đấy anh em ạ, mệt thực sự luôn, quên mất lúc nãy đéo skip game để mà đấy, lúc nãy không skip 12 game để mà búp tháp, thôi hẹn anh em clip khác vậy, bây giờ cần hết rồi, búp tháp lên mẹ được có 2 trận. Trời ơi, mày ơi, tha tao. Đây, thế là con này của mình đã được đánh hai phát rồi. Con này đánh hai phát nó sẽ dùng chiêu gì? À, nó dùng chiêu Legend. Bỏ mẹ, trận này dễ thua ấy chứ. Không đùa đâu. Thua thật đấy. Thôi cứ hồi máu một tí đã. Trận này dễ thua mẹ rồi. Thôi cứ đánh thử một tí đi. Vãi lên, mạnh thế. Rồi, búp tí máu cho con này vậy. Rồi mong nó hồi sinh con 2 Ascent ra. Sao lại quan tùm. Đây, quả này không biết một chiều có giết được nó không nhỉ. Chắc là giết được đây nhỉ anh em nhỉ. Đéo giết được. Ôi là quá bình thường luôn. Tưởng con này chiêu nó phải mạnh thế nào chứ. Nếu mà tối nay mình like ấy, thì chắc sẽ lên được Master 2 đây anh em ạ. Thôi, vẫn chơi đội hình này tiếp đi. Mà đến ngày hôm nay đây anh em ạ. Đến ngày hôm nay mới lôi được con Berserker Mythical vào đánh một cách gọi là thoải mái đấy. Ui, đừng chết, chết chết mẹ rồi. Ngu quá, bây giờ con này đéo được max sức mạnh rồi thôi. Đéo cần test trận này nữa. Đánh cho nhanh thôi. Nó lại đánh mình hai phát kìa.
Chán thật, quên đi mất, đánh chết con Quan Tum đầu tiên. Con này mà mất, nó mất cái mạng đầu nên là nó khó lên mạnh lắm. Ok, hẹn là anh em danh sau đi. Bây giờ mình vào mình đi nốt cái chỗ coin này nữa. Xem hôm nay có may mắn bú được 240 gam một lần nữa không. À, với cái vấn đề ho buồn cười vãi. Cái ho này thì đã nói với anh em bao nhiêu lần rồi là mình hút pot nó có cái hơi nước ấy. Nên là cứ suốt ngày phải ho ho khạc khạc ấy. Các ông cứ hỏi là anh bị ốm à, anh bị viêm họng à, em thấy suốt ngày anh ho thôi. Kiểu mình cái đấy mình bị thành thói quen rồi anh em. Nên là có cái gì thì thôi đi, anh em xem video để ý vào những cái chủ đề chính ấy. Để ý vào dòng 5 sao này, để ý vào sức mạnh của nó này. Các ông toàn để ý những cái tiểu tiết nhỏ, xong rồi ngôn từ mình nói cái gì có lỡ lời một cái thì mẹ mà chúng nó ghim. Chúng nó cảnh sát chính tả, chúng nó chỉnh chỉnh đốn từng tí một luôn. Thì không biết có kịp lấy cái dương gì dương 240 gram không. Mùa rớt này mẹ à, mùa mùa gì nhỉ, mùa leader này dễ mình lại ăn top 1 đấy. Sau bao nhiêu ngày mẹ mày toàn ở dưới top, toàn ở top 5 đến đến top 10. Sau bao nhiêu mùa top 5, top 10 thì mùa này mới thấy khả thi luôn anh em. Mà mùa này mới thấy mình có xác suất. Ui rồi, lại được 32 game này. Ông mở trong cái dương này ra nhiều game thế nhở. Được móc phần thưởng luôn, 8 game nữa là 40 game rồi. Trời ơi, hôm nay mà bây giờ mà bú thêm cái dương này, bú thêm cái dương này 240 game thì thôi đấy. Mày em thấy xỉu liền luôn đấy. Đây rồi, 40 game, à 240 game ơi. Hãy về với anh thêm một lần nữa thôi. Chắc đéo về đâu, mẹ nó chỉ ra một lần thôi. Đấy, hẹn là hẹn anh em video ngày mai nhá. Video ngày mai mình video ngày mai chắc là mở cái dương Berserker cuối cùng đấy anh em. Video ngày mai là mở dương Berserker cuối cùng của sự kiện, kết thúc một sự kiện Berserker mẹ mình như bao mùa khác thôi. Mùa sau mà anh em mà chơi sớm ấy, anh em mà có mảnh cho mình sớm chắc mẹ cỡ mấy ngày đầu là mình lên được, là mình lên được 5 sao con Gamma Gua luôn đấy anh em ạ. Thôi, ok, bye bye anh em nhé, hẹn gặp anh em trong các video tiếp theo.